tin phong trào Cusilo, phong trào Cusilo giáo phận Phú Cường sinh hoạt trường lãnh đạo tháng 12 năm 2018. Phong trào Cusilo giáo phận Phú Cường sinh hoạt trường lãnh đạo tại giáo xứ Chánh Tòa lúc 8 giờ 30 ngày 12 tháng 12 năm 2018 dưới sự linh hướng của cha Anton Hà Văn Minh, cha Tito Trần Nguyên Lãm. Tất cả các anh chị Cusilita cùng về đây định hướng cho hoạt động của trường lãnh đạo trong năm. Các kế hoạch của khối tiền, khối ba ngày, khối hậu được đặt dưới sự hướng dẫn của Thầy Chí Thánh giê -xu. Cha An Tôn cùng mọi người hân hoan trong mầu nhiệm Chúa Giáng sinh xuống thế làm người. Cha nhắc nhở, để đổi mới tâm hồn nơi mùa vọng này, chúng ta cố gắng hơn nữa, chỉnh lại những gì còn sai lật cho thẳng đường như Thánh Doan tiền hô kêu gọi. Hãy dọn đường cho Chúa đến. Phong trào cơ si lô, phong trào của giáo hội, là một hồng ân đặc biệt Chúa thánh thần quy tụ mọi người trong tinh thần hiệp nhất yêu thương và chúng ta khám phá điều kỳ diệu ấy bằng cách thường xuyên sinh hoạt trường lãnh đạo hội nhóm và Trê-a. lúc 11 giờ 30 mọi người viếng thánh thể dâng cho Chúa những tâm tình vui buồn cùng nói với Chúa những hoạt định trong một năm mới để Chúa đến trong cuộc đời đem nguồn hạnh phúc cho mọi nơi cuối cùng các anh chị cơ silista đến bên mẹ Maria xin được xin vâng như mẹ cùng nhau thân ái nắm tay và hát bình an của Chúa để sự bình an ấy hằng ở nơi tâm hồn mỗi người. Đến 12 giờ, các anh chị chụp chung tấm hình lưu niệm, dùng chung bữa cơm và ra về trong niềm hân hoan.